Đâu ra nào? Nhìn vào màn hình nhé. Rồi đi ra một tí thôi nào. Là xem núi đâu rồi nhá. Ôi giời ơi. Chụp chụp nhau rồi nhá. Nó đang quay rồi gì. Không. Ok ok. Nhảy đang quay mà. Nhưng mà phải có giọng nói ấy. Có giọng nói rồi. Đây bố ơi. Ok đi. Đây. Rồi được rồi. Ok. Ok đấy. Rồi okay, quay quay đâu rồi nhỉ? Tôi không biết tôi đang ở đâu. Rồi đấy quay theo hướng đấy. Rồi đừng xa quá. Quay về đây một tí đi. Cái gì kêu tít tít nhỉ? À. Con vướng vào chế độ gì ấy? Đang quay, đang nói. Quay là kêu thế nào? Vâng, lúc nào chẳng về. Ông múc mà con qua con nhớ luôn là. Đâu mẹ con này. Tôi không cần đâu. Tôi quan trọng là cơ sở là. Một, hai, ba, ba. Tối. Anh chỉ tối đấy. Chán này. Đang ngồi kia mắt cắt đi ngồi xuống nhá. Cái này sao được đi 1 km đâu. Nó được 500 m thôi. Con cứ điều chỉnh cái gì đấy, quay về thu về đây thế nào? Vâng. Đấy, thu. Thu về đây, thu về trên đầu mình như thế nào? Vì nó hạ cánh nó gần. Quay về gần đây thì sắp hết pin rồi, mình quay gần về đây. Đấy, quay tầm này nó rơi đây còn nhặt được. Nó tự bay về. Có, nó tự bay về. Cái gì bố thấy cái gì nó kêu chứ không như mọi khi nó không kêu nhảy đâu. Thử tắt cái này đi thế nào. Đấy. Không để con ấn vào cái nút gì. Anh em ơi, nhìn chụp ảnh này. Nào à. Đi thế nào. Rơi xuống bây giờ. Đừng ấn vào mấy cái nút này. Đấy, chìm. Đây con này. Đây, tốc độ cao. Đừng ấn vào cái nút. Đấy, cứ bay bay đấy rồi xoay xung quanh mà quay.